Cái đó là cô chiên cái gì vậy? Cái đó là cô chiên cái gì vậy? Đồ hủ khìa. Còn cô bên kia thì cái nồi đó là nồi nước súp. Dạ, mỗi một ngày là cũng có một nồi nước súp vậy đó ha. Dạ. Rồi, chúc mấy cô là làm cho nó mạnh mẽ, là cho bà con người ta, phục vụ cho bà con người ta cho nó ngon miệng nha. Làm tiếp nha quý vị. Đây là bà con cho gì là mình làm nấy nha quý vị. Cho gì làm nấy, cho gì là mấy cô chế biến cái nấy đó. Củ hoa, dưa leo, cà góp, đủ loại, nhân dân và dân dân. Nếu mà cho gì là mấy cô tự chế món cho bà con người ta dùng nha quý vị. Rồi cái món tàu hủ kìa nha, kìa, đây là tàu hủ kìa nha quý vị.
ăn với cơm tấm ngon đặc biệt luôn, ngon cơm tấm. Đây là chiên đây nha mấy bà. Dạ, đây đang chiên. Dạ. Phục vụ hàng ngày. Ở đây là có vệ sinh lắm, là trụng rồi đó. Trụng rồi và bây giờ là làm. Có lập cẩm. Đây là một nồi nước súp nha quý vị. Rồi. Và ra ngay lò nói toàn tiếng tay tay nam và đồ gãy là của nhà vườn người ta cho. Nước bắt chèo về mặt dương tay chèo miếng cùng rau sạch đặt là người rõ ràng.